Bồ Tát này thành tựu căn lành khó được, căn lành có điều phục, căn lành tối thắng, căn lành không thể họa, căn lành không ai hơn, căn lành không nghĩ bàn, căn lành vô tận, căn lành rất tự tại, căn lành oai đức lớn, căn lành đồng một tánh với tất cả chư Phật. Vị Bồ Tát này tu hạnh nan đắc, ngài thành tựu được căn lành khó đắc được. Nói chung căn lành mà một số người không thể tu được mà ngài tu hành thành công được. Tất cả chúng sinh đều có vô minh phiền não, vô minh phiền não chẳng dễ gì điều phục, nhưng vị Bồ Tát ngài điều phục được mà tăng trưởng căn lành, cho nên đắc được căn lành tối thủ thắng. Vị Bồ Tát này đắc được căn lành kim cang không thể hoại, lại đắc được căn lành không người nào thắng qua được, lại đắc được căn lành không thể nghĩ bàn, lại đắc được căn lành vô cùng vô tận, lại đắc được căn lành nhậm vận tự tại, lại đắc được căn lành đầy đủ đại oai đức, lại đắc được căn lành đồng một tánh với tất cả chư Phật. Tóm lại, vị Bồ Tát này đắc được hết thảy tất cả căn lành. Bồ Tát này khi tu các hạnh thì ở trong Phật pháp đắc được kiến giải tối thắng, nơi Phật Bồ Đề đắc được thấu hiểu rộng lớn, nơi Bồ Tát nguyện chưa từng ngừng nghỉ, suốt tất cả kiếp tâm chẳng mỏi mệt, nơi tất cả khổ chẳng sức nhàm lìa, tất cả các ma không thể lay động, được tất cả chư Phật hộ niệm, đầy đủ hạnh của tất cả Bồ Tát tu khổ hạnh. Tu hạnh Bồ Tát thì tinh cần chẳng giải đãi, đời nguyện đại thừa luôn chẳng thối truyền. Vị Bồ Tát này khi tu hành tất cả hạnh môn ở trong tất cả Phật pháp đắc được kiến giải tối thủ thắng, ở trong Phật Bồ Đề đắc được thấu hiểu rộng lớn, đời nguyện của Bồ Tát phát ra chưa từng ngừng nghỉ, trải qua bất khải thuyết kiếp, đối với hạnh Bồ Tát tu chẳng sinh mỏi mệt, đối với tất cả khổ cũng chẳng sinh tâm nhà mỏi muốn lìa khỏi. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm trạng từ bi, muốn thay thế chúng sinh thọ tất cả sự khổ, cho nên thường nguyện trở lại thế giới Ta Bà, ở trong sáu nẻo luân hồi rộng độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Bồ Tát có định lực đối với sự uy hiếp và dẫn dụ của tất cả thiên ma chẳng lay động. Tóm lại, dù có vàng bạc ở trước mắt, tâm cũng chẳng dao động, sắc đẹp ở trước mắt cũng chẳng động tâm. Vì được tất cả chư Phật hộ niệm, cho nên đầy đủ viên mãn tất cả sự khổ hạnh của Bồ Tát tu. Tu hạnh Bồ Tát thì dũng mãnh tinh tấn chẳng giải đãi, đối với sự tu hành nguyện lực đại thừa thì luôn luôn chẳng thối chuyển. Bồ Tát này an trụ ở hạnh nan đắc này rồi thì ở trong niệm niệm chuyển được A Tăng kỳ sinh tử mà chẳng xả bỏ đại nguyện Bồ Tát. Nếu có chúng sinh thừa sự cúng dường cho đến thấy nghe thì đều được chẳng thối chuyển, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị Bồ Tát này an ổn trụ ở hạnh nan đắc này rồi thì ở trong niệm niệm chuyển được vô số, vô lượng số lần sinh tử, nhưng chẳng xả bỏ được đại nguyện của Bồ Tát đã phát ra. Giả sử có chúng sinh đến thừa sự cúng dường vị Bồ Tát này, cho đến thấy được vị Bồ Tát này, hoặc nghe được danh hiệu của vị Bồ Tát này, thì đều chẳng thối chuyển nơi quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát này tuy thấu rõ chúng sinh chẳng thật có, mà chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh giới, ví như thuyền sư chẳng trụ ở bờ này, chẳng trụ ở bờ bên kia, chẳng trụ ở giữa dòng mà hai độ chúng sinh, từ bờ này đến bờ bên kia, vì qua lại không dừng nghỉ. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh mà chẳng có một chúng sinh được giáo hóa. Tại sao? Vì tất cả chúng sinh đều là pháp hữu vi. Trong Kinh Kim Cang có nói, phạm hết thầy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Chúng sinh đều có tướng, mà có tướng đều là hư vọng, tất nhiên chúng sinh là hư vọng. Tại sao Bồ Tát vẫn phải độ chúng sinh? Tuy là chẳng có nhưng vẫn phải nhờ chẳng có để lập công, để hành Bồ Tát Đạo. Tuy nhiên Bồ Tát biết rõ chúng sinh chẳng chân thật, chẳng có, nhưng vẫn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh giới. Ví như thuyền trường trên thuyền, ông ta chẳng đậu ở bờ này, cũng chẳng dừng ở bờ bên kia, càng không đỗ ở giữa dòng. Mục đích của ông ta là đưa chúng sinh từ bờ sinh tử bên này đi qua giữa dòng phiền não và đến bờ Niết Bàn bên kia. Chiếc thuyền này từ bờ này đến bờ kia, từ bờ kia đến bờ này, qua lại vĩnh viễn không dừng nghỉ. Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ Niết Bàn, cũng chẳng trụ giữa dòng sinh tử, mà hay độ chúng sinh từ bờ này thẳng đến bờ bên kia, nơi an ổn không sợ hãi, không sầu lo phiền não, cũng chẳng chấp trước nơi số lượng chúng sinh, chẳng xả bỏ một chúng sinh mà chấp trước nhiều chúng sinh, chẳng xả bỏ nhiều chúng sinh mà chấp trước một chúng sinh, chẳng tăng chúng sinh giới, chẳng giảm chúng sinh giới, chẳng sinh chúng sinh giới, chẳng diệt chúng sinh giới,
chẳng tận chúng sinh giới, chẳng tăng trưởng chúng sinh giới, chẳng phân biệt chúng sinh giới, chẳng hai chúng sinh giới. Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, cũng chẳng trụ nơi bờ sinh tử bên này, cũng chẳng trụ nơi bờ niết bàn bên kia, cũng chẳng trụ ở giữa dòng phiền não. Bồ Tát dùng phương pháp đưa chúng sinh từ bờ bên này đã đến bờ niết bàn bên kia, nơi bờ bên kia rất là an ổn, chẳng có mọi nguy hiểm, chẳng có mọi lo âu, chẳng có mọi phiền não. Bồ Tát chẳng chấp trước số lượng độ chúng sinh, Bồ Tát chẳng xả bỏ một chúng sinh mà chấp trước nhiều chúng sinh, cũng chẳng xả bỏ nhiều chúng sinh mà chấp trước một chúng sinh. Ngài chẳng có tư tưởng như vậy. Bồ Tát đối với chúng sinh giới cũng chẳng có tâm tăng nhiều, cũng chẳng có tâm giảm bớt, cũng chẳng có tâm niệm sinh, cũng chẳng có tâm niệm diệt, cũng không thể dạy chúng sinh cùng tận, cũng không thể dạy chúng sinh tăng trưởng, chẳng có sự chấp trước này. Đối với chúng sinh giới vốn chẳng có tâm phân biệt, không thể nói chúng sinh giới có hai hoặc có ba, thậm chí vô số, chúng sinh giới là tứ hòa hợp, chỉ là một. Tại sao? Vì Bồ Tát vào sâu chúng sinh giới như pháp giới, chúng sinh giới pháp giới chẳng hai, trong pháp không hai, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng có chẳng không, chẳng lấy chẳng nương, chẳng chấp chẳng hai. Bồ Tát đối với chúng sinh giới chẳng phân biệt là một là hai. Tại sao? Vì Bồ Tát cũng ở trong chúng sinh giới, chẳng phân khai với chúng sinh giới và pháp giới chẳng có phân biệt. Chúng sinh giới tức là pháp giới tức là chúng sinh giới, chẳng có hai dạng. Ở trong pháp chẳng hai, cũng chẳng có tăng, cũng chẳng có giảm, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có cái có, cũng chẳng có cái không, cũng chẳng có gì có thể lấy, cũng chẳng có gì có thể nương tựa, cũng chẳng có sự chấp trước, cũng chẳng có hai. Chẳng những chẳng có hai mà một cũng chẳng có, tức là không cũng chẳng có. Tại sao? Vì Bồ Tát thấu rõ tất cả pháp, pháp giới chẳng hai. Tại sao? Vì Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là không. Vì Bồ Tát thấu rõ hết thảy tất cả pháp, pháp tức là pháp giới tức là pháp, chẳng có hai. Pháp và pháp giới tuy là hai danh từ, nhưng cho đến một cũng chẳng lập. Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo như vậy để vào pháp giới thâm sâu, trụ nơi vô tướng, dùng tướng thanh tịnh để trang nghiêm thân mình, biết rõ pháp chẳng có tánh, mà phân biệt được tướng của tất cả các pháp, chẳng thù lấy chúng sinh mà biết rõ được số chúng sinh, chẳng chấp trước thế giới mà hiện thân cõi Phật, chẳng phân biệt pháp mà kéo vào Phật pháp, thông đạt nghĩa lý thâm sâu mà rộng dễ nói ngôn giáo, thấu rõ tất cả pháp lìa dục trần tế mà chẳng dứt Bồ Tát đạo, chẳng tối hạnh Bồ Đề, thường sinh tu tập hạnh vô tận, tự tại vào nơi pháp giới thanh tịnh. Tất nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là không, tại sao vẫn phải giáo hóa chúng sinh? Vì Bồ Tát dùng phương tiện lớn nhất, tối nhất để vào tất cả pháp giới thâm sâu, chẳng chấp trước tất cả tướng, nhưng thường hiện tướng thanh tịnh để trang nghiêm thân mình, thấu rõ tất cả pháp chẳng có thể tánh, đều là không tịch. Tuy nhiên chẳng có thể tánh, nhưng có những pháp tướng, Bồ Tát nhận thức minh bạch, thấu rõ được lý thể của tất cả các pháp thật tướng. Tuy nhiên Bồ Tát chẳng thủ lấy chúng sinh, nhưng trong một niệm đều biết rõ số lượng chúng sinh có bao nhiêu, chẳng chấp trước tất cả thế giới mà hay hiện thân ở trong vô lượng cõi Phật. Vì chẳng chấp trước cho nên hiện được, nếu chấp trước trụ nơi thế giới thì không thể hiện được. Nếu chúng ta buông xả hết tất cả thì sẽ minh bạch tất cả, nếu chẳng xả bỏ được tất cả thì chẳng minh bạch được tất cả. Bất cứ làm việc gì cũng đều là đạo lý này. Chẳng phân biệt tất cả pháp thì sẽ vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Vào sâu tạng pháp thì sẽ thông đạt được đạo lý của tất cả pháp, mà có thể nơi một ngôn giáo rộng diễn vô lượng giáo. Vô lượng giáo lại quy nạp về vẫn không lìa một ngôn giáo. Do đó một gốc tán làm vạn thù, vạn thù lại về một gốc. Tức cũng là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đạo lý một nhiều vô ngại. Lại có thể nói sự tức là lý, lý tức là sự, đạo lý sự lý vô ngại. Lời rốt ráo của tất cả pháp là gì? Nói đơn giản tức là lìa dục. Lìa dục tức là thật tướng, tức là chân tế, tức là thường tịch quang tịnh độ. Thấu rõ đạo lý lìa khỏi dục niệm mới là chân, mới là thật tại. Lìa khỏi được dục niệm mà chẳng dứt đạo của Bồ Tát tu, chẳng thối lùi hạnh của Bồ Tát tu, thường thường xưng đang tu tập hạnh môn vô tận mà nhậm vận tự tại. Và pháp giới thanh tịnh, rộng diễn pháp yếu, rộng diễn ngôn giáo, mà chẳng chấp trước để giáo hóa tất cả chúng sinh.
Ví như rủi cây lấy lửa, lửa cháy vô lượng mà lửa chẳng tắt. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cũng như vậy, chẳng có cùng tận mà tại thế gian thường trụ chẳng diệt, chẳng rốt ráo, chẳng phải không rốt ráo, chẳng lấy chẳng phải không lấy, chẳng nương chẳng phải không nương, chẳng phải thế pháp chẳng phải Phật pháp, chẳng phải phàm phu chẳng phải đắc quả. Hiện tại đưa ra một ví dụ giống như rủi cây lấy lửa rồi chẳng ngừng, thế mới sinh ra lửa. Lửa vô lượng càng cháy thì càng nhiều mà lửa chẳng tắt. Bồ Tát cũng như vậy, việc giáo hóa chúng sinh chẳng có khi nào cùng tận, thường trụ tại thế gian để giáo hóa chúng sinh mà chẳng vào niết bàn. Nói Bồ Tát đã thành Phật chưa, hoặc Bồ Tát chẳng có thành Phật cũng chẳng phải. Nói Ngài chẳng thủ lấy chăng cũng chẳng phải. Nói Ngài thủ lấy chăng cũng chẳng phải. Nói Ngài chẳng có nương tựa chẳng phải. Nói Ngài có nương tựa cũng chẳng phải. Sự tu hành của Ngài cũng chẳng phải thế gian pháp, cũng chẳng chấp nơi Phật pháp. Ngài cũng chẳng phải phàm phu, cũng chẳng phải thánh nhân chứng quả. Tại sao phải nói như vậy? Đây là phá chấp trước. Đạo lý nói về Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới viên dung vô ngại. Bồ Tát thành tựu tâm khó được như vậy, khi tu hạnh Bồ Tát thì chẳng nói pháp nhị thừa, chẳng nói Phật pháp, chẳng nói thế gian, chẳng nói pháp thế gian, chẳng nói chúng sinh, chẳng nói không chúng sinh, chẳng nói dơ, chẳng nói sạch. Bồ Tát thành tựu tâm khó được như vậy, khi tu hành hạnh Bồ Tát thì chẳng nói Phật pháp của hàng nhị thừa tu, pháp của bậc Thanh Văn tu là pháp bốn diệu đế, pháp của bậc Duyên Giác tu là 12 nhân duyên, cũng chẳng nói pháp làm thế nào để thành Phật, chẳng nói thế gian, cũng chẳng nói tất cả pháp của thế gian, chẳng nói có chúng sinh, cũng chẳng nói chẳng có chúng sinh, cũng chẳng nói gì là bụi dơ, cũng chẳng nói gì là thanh tịnh. Bồ Tát ở trong nhiễm ô tìm sự thanh tịnh, do đó chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Bồ Tát nói diệu pháp của Đại Thừa. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp chẳng ô nhiễm, chẳng thủ lấy, chẳng lưu truyền, chẳng thối lùi. Khi Bồ Tát tu hành trong pháp tịch diệt vi diệu tối thắng thâm sâu, cũng chẳng sinh ý niệm như vậy. Hiện tôi đang tu hạnh này, đã tu hạnh này, sẽ tu hạnh này, chẳng chấp trước uẩn giới xứ, nội thế gian, ngoại thế gian, nội ngoại thế gian, khởi các nguyện lớn, các ba la mật và tất cả pháp đều chẳng chấp trước. Khi Bồ Tát tu hành hạnh nan đắc thì chẳng chấp về dơ, cũng chẳng chấp về sạch. Đây là nguyên nhân gì? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp là không tịch, cho nên chẳng có pháp nhiễm ô, cũng chẳng có pháp thủ lấy, cũng chẳng bị tất cả cảnh giới lay chuyển, mà thối tâm Bồ Đề. Khi Bồ Tát ở trong pháp tịch diệt như vậy, ở trong pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, ở trong pháp tối thủ thắng tu hành Bồ Tát đạo, thì cũng chẳng sinh vọng niệm như vậy. Hiện tại tôi đang tu Bồ Tát đạo, tôi đã tu Bồ Tát đạo, tôi sẽ tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát chẳng có tâm kiêu ngạo tự mãn như vậy, càng chẳng có tâm chấp trước như vậy. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng chấp trước nơi năm uẩn, cũng chẳng chấp trước nơi 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, cũng chẳng chấp trước vào 12 xứ, 6 căn, 6 trần, chẳng có chấp trước pháp. Đối với pháp thế gian và pháp xuất thế gian, cùng với pháp thế, xuất thế gian, đều chẳng chấp trước. Khởi nguyện lớn đều là pháp đến bờ kia, và hết thảy tất cả pháp đều chẳng chấp trước. Tại sao? Vì Bồ Tát ngộ được tất cả pháp đều chân đế của không. Tại sao? Vì trong pháp giới chẳng có pháp tên hướng về Thanh Văn thừa, hướng về Độc Giác thừa, chẳng có pháp tên hướng về Bồ Tát thừa, hướng về Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chẳng có pháp tên hướng về cõi phàm phu, chẳng có pháp tên hướng về ô nhiễm, hướng về thanh tịnh, hướng về sinh tử, hướng về niết bàn. Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước? Vì ở trong pháp giới chẳng có một thứ pháp nào tên gọi hướng về Thanh Văn thừa. A La Hán đã lìa khỏi dục niệm, dứt bặt dục niệm, một niệm cũng chẳng sinh. Nhưng Ngài chẳng nói tôi là A La Hán lìa dục. Tại sao? Vì nếu Ngài có lối nghĩ như vậy thì đó là chấp trước, lại bày cái ta ra thì đó chẳng phải là A La Hán lìa dục. Trong Kinh Kim Cang có nói: Đức Thế Tôn, con chẳng nghĩ như vậy, con là A-la-hán lìa dục. Lại nói: Đức Thế Tôn, nếu con nghĩ như vậy, con đắc đạo A-la-hán. Thì Đức Thế Tôn chẳng nói tu Bồ Đề là người ưa thích hạnh A-la-nhã. Tôn giả tu Bồ Đề nếu nghĩ như thế thì Phật sẽ chẳng nói Ngài là A-la-hán lìa dục, vì tướng ta vẫn chưa không, vẫn còn cái ta tồn tại. Như vậy làm sao gọi là lìa dục? Lìa dục tức là chẳng còn cái ta, cho đến ý niệm về mình cũng chẳng còn,
Cho nên ở trước nói, Bồ Tát chẳng sinh ý niệm như vậy. Hiện tại tôi đang tu hạnh Bồ Tát, tôi đã tu hạnh Bồ Tát, tương lai tôi vẫn phải tu hạnh Bồ Tát. Đây đều là thấy cái ta, tướng ta, chấp ta vẫn chưa không. Trong pháp giới chẳng có một thứ chấp trước tên của pháp, cho nên nói chẳng có pháp hướng về độc giác. Khi Phật chưa xuất hiện ra đời, người tu đạo tự ngộ pháp 12 nhân duyên gọi là độc giác. Chẳng những chẳng có pháp nhị thừa, mà dù pháp Bồ Tát thừa cũng chẳng có. Nếu nói Bồ Tát thừa thì tôi hướng về Bồ Tát thừa tu hành, đó lại là chấp trước. Tên pháp là bất khả đắc, là hư vọng. Cũng chẳng có một thứ pháp tên gọi là hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng về cõi phàm phu. Cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng về nhiễm ô. Cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng về thanh tịnh. Cũng chẳng có pháp tên hướng về sinh tử. Cũng chẳng có pháp tên hướng về niết bàn. Tại sao? Vì các pháp không hai chẳng không hai, ví như hư không, ở trong mười phương hoặc quá khứ vị lai hiện tại cầu không thể được, tuy nhiên đâu chẳng phải là hư không. Đây là nguyên nhân gì? Vì các pháp đều là pháp môn không hai, cũng chẳng có tên gọi không hai, giống như hư không ở trong mười phương đều có hư không, bất luận là quá khứ vị lai hiện tại, muốn nắm lấy hư không đều không thể được. Tuy nắm lấy hư không chẳng được, nhưng hư không vẫn tồn tại, vì là hư không, cho nên vô sở đắc, pháp cũng như vậy, cầu không thể được. Bồ Tát quán tất cả pháp như vậy đều không thể được, nhưng chẳng phải không có tất cả pháp, như thật không khác, sự tác dụng chẳng mất, khắp chỉ bày cho chúng sinh tu hành các hạnh của Bồ Tát, chẳng xả bỏ nguyện lớn, điều phục chúng sinh chuyển bánh xe pháp, chẳng hoại nhân quả, cũng chẳng trái với diệu pháp bình đẳng. Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều quán sát nghiên cứu như vậy, do đó, tức tất cả pháp, lìa tất cả tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, đều không thể được. Tuy nhiên tất cả pháp không thể được, nhưng chẳng phải là chẳng có tất cả pháp. Đạo lý này và hư không đều giống nhau. Pháp là nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng có mùi vị, xúc mà chẳng có cảm giác, đó là không tịch. Pháp là chân như thật tướng, nó là chẳng biến đổi, không mất đi tác dụng của pháp. Khắp chỉ bày cho chúng sinh tu hành tất cả các hạnh của Bồ Tát tu, chẳng xả bỏ nguyện lớn đã phát để điều phục tất cả chúng sinh, chuyển bánh xe pháp, chẳng phá hoại nhân quả, cũng chẳng trái với diệu pháp bình đẳng. Bồ Tát khắp đồng với các Như Lai ba đời, chẳng dứt giống Phật, chẳng hoại thật tướng, vào sâu nơi pháp biệt tài vô tận, nghe pháp chẳng chấp trước, đến được tột đáy của pháp, khéo hay dễ nói, tầm chẳng sợ hãi, chẳng xả Phật trụ, chẳng trái với pháp thế gian, pháp hiện nơi thế gian mà chẳng chấp trước thế gian. Bồ Tát khắp đồng với chư Phật ba đời, vĩnh viễn chẳng dứt tuyệt hạt giống Phật, cũng chẳng trái với lý thể thật tướng, và sâu trong các tạng pháp đắc được biện tài vô ngại, vô cùng vô tận, nghe tất cả pháp mà chẳng chấp trước nơi tất cả pháp, đến được chỗ sâu nhất của pháp, khéo hay dễ nói diệu lý các pháp thật tướng, tâm chẳng sợ hãi, chẳng xả bỏ Phật trụ, chẳng trái với pháp thế gian, khắp thể hiện nơi thế gian mà chẳng chấp trước nơi thế gian. Bồ Tát thành tựu tâm trí huệ khó được như vậy, tu tập các hạnh, cứu chúng sinh thoát khỏi nơi ba đường ác, giáo hóa điều phục, an trí trong đạo của chư Phật ba đời, khiến cho họ chẳng lay động. Bồ Tát thành tựu tâm trí huệ chẳng dễ gì đắc được như vậy, tu hành học tập tất cả hạnh môn, thường ở trong ba đường ác, cứu chúng sinh thoát ra, giáo hóa điều phục, an trí họ ở trong đạo tràng của chư Phật ba đời, khiến cho tâm Bồ Đề chẳng lay động, tức cũng là chẳng thối thất tâm Bồ Đề. Lại nghĩ như vậy, chúng sinh thế gian chẳng biết báo ân, lại thù oán nhau, tà kiến chấp trước, mê hoặc điên đảo, ngu si chẳng có trí huệ, chẳng có tâm tin, theo đuổi bạn ác, khởi các huệ ác, tham ái vô minh, đủ thứ phiền não, thảy đều đầy rẫy, đó là nơi tồi tù Bồ Tát hạnh. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chúng sinh thế gian chẳng biết báo ân cha mẹ, chẳng biết báo ân sư trưởng, chẳng biết báo ân quốc gia nguyên thủ, chẳng những chẳng biết việc báo ân, mà ngược lại thù oán với nhau. Tại sao? Vì chúng sinh có tà kiến, có chấp trước, cho nên mê hoặc điên đảo. Vì chúng sinh ngu si, chẳng có trí huệ, cho nên đối với sự lý chẳng nhận thức rõ ràng, phân biệt chẳng minh bạch, cũng chẳng có tâm tin, chạy đuổi theo ác trí thức. Sinh khởi trí huệ ác, thế trí biện thông, sinh ra tư tưởng tham ái và vô minh, cho nên có đủ thứ phiền não, đều đầy rẫy. Vì đầy rẫy pháp ác, cho nên Bồ Tát nghĩ,
tôi phải tu hạnh Bồ Tát tại nơi này. Nếu như chúng sinh biết báo ân, thông minh có trí huệ hiểu biết và thiện tri thức để dẫy thế gian, thì tôi chẳng ở trong đó tu Bồ Tát hạnh. Giả sử chúng sinh biết báo ân, thông minh có trí huệ, có kiến giải chân chánh và bậc thiện tri thức đầy dẫy thế gian này, thì tôi chẳng ở tại thế gian này tu hành hạnh Bồ Tát. Tại sao? Vì chúng sinh có trí huệ sẽ chẳng làm việc điên đảo, không cần Bồ Tát đến giáo hóa. Bồ Tát chuyên đến những nơi có chúng sinh tà tri tà kiến để tu hạnh Bồ Tát giáo hóa họ thoát khỏi biển khổ. Do đó, biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Chúng ta chúng sinh ngu si chẳng biết quay đầu, vì thú vui năm dục mà đi ngược lại với đạo, làm những việc điên đảo, bỏ giác hợp trần, lìa khỏi nhà càng ngày càng xa. Tại sao? Vì tôi đối với hít chúng sinh chẳng có mong cầu hy vọng gì cả, cho đến chẳng cầu một sợi tơ, một sợi lông và một tiếng khen tốt. Suốt kiếp thuở vị lai tu hạnh Bồ Tát chưa từng sinh một ý niệm vì mình, chỉ muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh, vĩnh viễn được thoát khỏi. Tại sao phải như vậy? Vì Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh chẳng làm chủ nhân, chẳng chỉ huy chúng sinh, đối đãi với chúng sinh đều xem như nhau, một luật bình đẳng, chẳng có phân biệt thân sơ, chẳng có tư tưởng gần xa, cũng chẳng có tư tưởng thiện ác tốt xấu. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh chẳng có mong cầu, chẳng có sĩ đồ, chẳng có hy vọng, cho đến chẳng cầu một cây kim, một sợi tơ, cũng chẳng cầu được sự lợi ích lớn bằng sợi lông, cũng chẳng cầu một tiếng khen tốt, một câu ca tụng. Nguyện vọng của Bồ Tát là suốt thuở kiếp vị lai tu hành hạnh Bồ Tát. Bồ Tát chưa từng sinh một tâm niệm lợi ích cho chính mình. Tâm của Bồ Tát là muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ trở về nguồn cội, bỏ mê về giác, hồi phục lại sự thanh tịnh vốn có, nguồn gốc diệu giác trần như tự tánh, vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ và cõi. Lúc này có người khởi vọng tưởng, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh một luật bình đẳng chẳng phân biệt đó đây, tại sao phải giáo hóa chúng sinh ác, bỏ chúng sinh thiện, đây là đạo lý gì? Tư tưởng Bồ Tát trọng ác khinh thiện này, đây chẳng phải là không bình đẳng chăng? Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng có quan niệm chủ tà, cũng chẳng có thân sơ xa gần thiện ác, thị phi ghét thương, tốt xấu. Giống như lòng từ của mẹ hiền Bồ Tát đối với đứa con có bệnh, chúng sinh ác, thì phải chiếu cứu tử tế, khiến cho đứa con đó sớm bình phục khỏe mạnh. Đối với đứa con chẳng có bệnh tật, chúng sinh thiện, tạm thời chẳng cứu tới, chẳng giáo hóa. Đây là sự biểu hiện lòng thương vĩ đại của người mẹ. Tư tưởng bình đẳng của Bồ Tát là trước hết giáo hóa chúng sinh ác, khiến cho họ bỏ ác theo thiện. Nếu trước chẳng giáo hóa chúng sinh ác, thì làm cho ma vương tạo cơ hội bị ma nghiệp nhiếp thọ. Ma nghiệp tức là ác tâm bố thí, sân tâm chỉ giới. Người thường giả đãi khinh mạn loạn ý, hoặc là người đã đắc được giải thoát, hoặc người đã đắc được sự an ổn, bạn thường đến gần gũi, thường đến cúng dường, đây cũng là ma nghiệp. Người chẳng đắc được giải thoát, người chẳng đắc được sự an ổn, bạn chẳng chịu giáo hóa, chẳng chịu độ thoát, đây cũng là ma nghiệp. Tóm lại, phàm là bỏ ác theo thiện, tức là ma nghiệp. Tại sao? Vì ở trong chúng sinh làm bậc đạo sư sáng suốt, pháp phải như vậy, chẳng lấy chẳng cầu. Chỉ vì chúng sinh tu Bồ Tát đạo, khiến cho họ đến được bờ bên kia an ổn, vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Tại sao? Vì Bồ Tát hành Bồ Tát đạo ở trong chúng sinh mười phương thế giới, làm bậc đạo sư minh bạch sáng suốt, truyền giáo hóa chúng sinh khó điều khó phục, để chúng sinh dễ độ, lại cho người khác giáo hóa. Pháp cũng là như vậy, chẳng thủ lấy tất cả tướng, cũng chẳng cầu tất cả lợi, truyền tâm giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, bỏ tà theo chánh, mà tu hạnh môn của Bồ Tát tu, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được an lạc, tại tâm mãn nguyện, an ổn, đến được bản niết bàn bên kia, thành tựu quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đó là hạnh nan đắc thứ 8 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm lại nói, đây tức là pháp môn hạnh nan đắc của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh thiện pháp của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, gì là hạnh thiện pháp của Đại Bồ Tát tu hành? Tức cũng là lực. Lực có hai thứ, một là lực tư trạch, hai phục tất cả chánh hạnh, đẳng sở đối trị chướng, khiến cho chẳng khởi tác dụng. Hai là tu tập lực, hay khiến cho tất cả thiện hạnh kiên cố quyết định. Người tu hành nếu biết tu, thì tu thiện trong thiện, không biết tu thì tu ác trong thiện. Biết tu thì ở trong ác cũng có thiện,
Chẳng biết tu thì ở trong thiện cũng có ác, cho nên có thiện trong thiện, có ác trong thiện, có thiện trong ác, có ác trong ác, có bốn thứ phân biệt này. Người tu hành trước hết phải hiểu rõ pháp thiện, làm việc thiện trồng nhân thiện, đây là thiện trong thiện. Làm việc thiện trồng nhân ác, đây là ác trong thiện. Làm việc ác trồng nhân thiện, đây là thiện trong ác. Làm việc ác trồng nhân ác, đây là ác trong ác. Thiện pháp tức là thiện trong thiện, ác pháp tức là ác trong ác. Bồ Tát này vì tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, càn thát bà, vân vân, làm ao pháp mát mẻ, nhiếp trì chánh pháp chẳng dứt giống Phật. Vì Bồ Tát này vì tất cả chúng sinh thế gian, người trên trời, người nhân gian, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn, càn thát bà, vân vân, làm ao pháp thanh tịnh của họ, khiến cho thần tâm của họ mát mẻ, luôn luôn nhiếp trì tất cả chánh pháp, diệt trừ tất cả tà pháp, chẳng dứt tuyệt hạt giống Phật. Vì được quang minh thanh tịnh Đà La Ni, nói pháp thọ ký nên biện tài vô tận. Vì được đầy đủ nghĩa Đà La Ni nên nghĩa biện vô tận. Vì được giác ngộ thật pháp Đà La Ni nên pháp biện vô tận. Vì được huấn thích ngôn từ Đà La Ni nên từ biện vô tận. Vì được vô biên văn cầu vô tận, nghĩa vô ngại môn Đà La Ni nên vô ngại biện vô tận. Vì được Phật quán đảnh Đà La Ni nên hoan hỷ biện vô tận. Vì được chẳng do tha ngộ Đà La Ni nên quang minh biện vô tận. Vì được đồng biện Đà La Ni môn nên đồng biện vô tận. Vì được đủ thứ nghĩa thân, cầu thân, văn thân trong huấn thích Đà La Ni môn nên huấn thích biện vô tận. Vì được vô biên toàn Đà La Ni môn nên vô biên biện vô tận. Vì Bồ Tát chẳng dứt tuyệt giống Phật, cho nên đắc được 10 thứ pháp môn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tức là tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, lại có thể nói là tổng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh. Vì Bồ Tát đắc được quang minh thanh tịnh tổng trì, cho nên hay nói pháp thọ ký cho tất cả chúng sinh có biện tài vô tận, khéo ứng đối tiến lùi. 2. Vì đắc được đầy đủ viên mãn nghĩa tổng trì, cho nên đối với nghĩa lý biện tài chẳng cùng tận. 3. Vì đắc được giác ngộ pháp chân thật, diệu lý thật tướng tổng trì, cho nên đối với pháp biện tài chẳng có cùng tận. 4. Vì đắc được huấn thích kinh điển ngôn từ tổng trì, cho nên đối với từ biện tài chẳng cùng tận. 5. Vì đắc được vô biên văn câu, vô tận nghĩa lý, vô ngại pháp môn tổng trì, cho nên nhạo thuyết vô ngại biện tài chẳng cùng tận. Bốn thứ tổng trì này tức là nghĩa pháp từ nhạo thuyết bốn vô ngại biện. Trên đỉnh Tuyết Sơn có ao A Nậu Đạt, dịch là vô nhiệt não. Ao có bốn cái miệng biểu thị cho bốn vô ngại biện. Miệng thứ nhất là miệng voi, từ miệng voi màu bạc chảy ra cát bạc, trở thành sông Đông Hằng Già. Đây là biểu thị nghĩa vô ngại biện, nói tất cả nghĩa lý. Miệng thứ hai là miệng sư tử, từ miệng sư tử màu kim cang chảy ra cát kim cang, trở thành sông Tư Đà. Đây là biểu thị pháp vô ngại biện, nói câu văn kim cang. Miệng thứ ba là miệng trâu, từ miệng trâu màu vàng chảy ra cát vàng, trở thành sông Tín Độ. Đây là biểu thị từ vô ngại biện, nói duyên khỏi tùy thuận thế giới. Miệng thứ tư là miệng ngựa, từ miệng ngựa màu lưu ly chảy ra cát lưu ly, trở thành sông Phược Sâu. Đây là biểu thị nhạo thuyết vô ngại biện, nói tất cả các pháp thật tướng. 6. Vì đắc được Phật quán đảnh tổng trì, pháp quán kỳ đảnh, cho nên đối với hoan hỷ biện tài chẳng cùng tận. 7. Vì đắc được tự tu tự ngộ muôn tổng trì, cho nên quang minh biện tài chẳng cùng tận. 8. Vì đắc được đồng biện tổng trì, cho nên đồng lại âm biện tài chẳng cùng tận. 9. Vì đắc được đủ thứ nghĩa lý của kinh, đạo lý từng câu, thể của kinh văn, huấn thích tổng trì, cho nên huấn thích biện tài chẳng cùng tận. 10. Vì đắc được vô biên toàn Đà La Ni, cho nên vô biên biện tài chẳng cùng tận. Bồ Tát này tâm đại bi kiên cố, khắp nhiếp thọ chúng sinh, nơi ba ngàn đại thiên thế giới, biến hóa thân sắc vàng, để làm Phật sự, tùy theo can tánh ưa thích của chúng sinh, mà dùng lưỡi rộng dài, ở trong một tiếng hiện ra vô lượng tiếng, thuyết pháp đúng thời, đều khiến cho họ hoan hỷ. Bồ Tát tu hạnh thiện pháp, tâm đại bi của Ngài rất kiên cố, bất cứ chúng sinh nào đối đãi với Ngài không tốt như thế nào, Ngài cũng chẳng sinh phiền não, vẫn dùng tâm đại bi để cứu khổ chúng sinh. Tâm đại bi này truyền được những cảnh giới ác liệt mà chẳng bị cảnh giới ác liệt lay truyền. Bồ Tát khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh,
thường ở trong 3.000 đại thiên thế giới biến hóa ra thân sắc vàng. Làm đại Phật sự tức cũng là giảng kinh thuyết pháp. Bồ Tát tùy thuận căn tánh và sự ưa thích của chúng sinh vì họ nói pháp. Ở trong kinh A Di Đà có nói: các vị Phật ở tại nước của mình hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật ở trong một tiếng mà hiện ra vô lượng tiếng biến hóa, đúng thời để vì chúng sinh nói pháp. Do đó quán căn cơ chúng sinh vì người nói pháp theo bệnh trò thuốc, khiến cho tất cả chúng sinh thành đều đại hoan hỷ. Giả sử có bất khả thuyết đủ thứ nghiệp báo vô lượng chúng sinh cùng hội lại một chỗ, hội rộng lớn đó đầy khắp bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát ngồi ở trong chúng hội đó, trong chúng sinh đó, mỗi người đều có bất khả thuyết a tăng kỳ cái miệng, mỗi cái miệng nói ra 100.000 ước na do tha tiếng, đồng thời cùng phát ra tiếng, đều nói lời lẽ khác nhau, hỏi những điều khác nhau. Bồ Tát ở trong một niệm, thảy đều lãnh thọ được, đều trả lời cho họ, khiến cho họ rất trở nghi hoặc. Như trong một chúng hội, trong bất khả thuyết chúng hội cũng đều như vậy. Giả sử có bất khả thuyết nghiệp báo, lại có vô số vô lượng chúng sinh cùng nhau tụ hội ở trong một đạo tràng. Đạo tràng đó rất rộng lớn, đầy khắp bất khả thuyết thế giới. Trong mỗi thế giới đều có một đạo tràng. Bồ Tát ngồi ở pháp tòa, trong những đạo tràng chúng hội đó, hết thảy chúng sinh trong đạo tràng chúng hội, mỗi chúng sinh đều có bất khả thuyết a tăng kỳ cái miệng. Trong mỗi cái miệng lại phát ra 100.000 ước na do tha tiếng biến hóa, đồng thời cũng phát ra. Trong mỗi cái miệng nói ra đủ thứ lời lẽ khác nhau, mỗi cái miệng đưa ra vấn đề cũng khác nhau. Nhưng Bồ Tát tu hạnh thiện pháp, ở trong một niệm hoàn toàn minh bạch rõ ràng tiếng của nhiều cái miệng phát ra, chiếu theo hết thảy vấn đề mà theo như pháp thứ tự trả lời, khiến cho sự nghi hoặc của tất cả chúng sinh đều dứt trừ. Ở trong một chúng hội là như vậy, ở trong hết thảy chúng hội cũng đều như vậy. Lại nữa, giả sử nơi đầu một sợi lông sinh ra bất khả thuyết đạo tràng chúng hội, tất cả nơi đầu sợi lông cũng đều như vậy, hết thuộc kiếp vị lai, kiếp đó có thể hết, chúng hội không cùng tận. Các chúng hội đó, ở trong niệm niệm, đều dùng lời lẽ khác nhau, hỏi vấn đề khác nhau, Bồ Tát ở trong một niệm, đều lãnh thọ được, không khiếp sợ, không hoài nghi, không sai lầm. Lại đưa ra một ví dụ nữa, giả sử ở nơi đầu một sợi lông ở trong mỗi niệm đều sinh ra bất khả thuyết chúng hội đạo tràng, nơi tất cả đầu sợi lông cũng đều tình hình như vậy, hết thuộc kiếp vị lai thời gian, tuy nhiên kiếp số có thể cùng tận, nhưng đạo tràng chúng hội không cùng tận. Các đạo tràng chúng hội này ở trong niệm niệm dùng các thứ lời lẽ khác nhau để hỏi những vấn đề khác nhau, Bồ Tát ở trong niệm niệm hoàn toàn lãnh thọ được hết, trả lời khác nhau, cũng chẳng kinh sợ đại chúng, cũng chẳng sợ sệt phản nghĩa. Những vấn đề chúng sinh hỏi cũng chẳng còn hoài nghi nữa, vấn đề trả lời cũng chẳng sai lầm. Bèn nghĩ như vậy, nếu như tất cả chúng sinh dùng lời nghiệp như vậy đều đến hỏi tôi, thì tôi vì họ nói pháp không gián đoạn, không cùng tận, đều khiến cho họ hoàn hỷ trụ nơi thiện đạo, lại khiến cho họ khéo hiểu tất cả lời lẽ. Có thể vì chúng sinh nói đủ thứ pháp mà nơi lời lẽ chẳng có phân biệt. Giả sử có bất khả thuyết đủ thứ lời lẽ đến vấn nạn, thì trong một niệm đều lãnh thọ được, dùng một tiếng đều trả lời được, khắp khiến cho họ khai ngộ, chẳng có dư thừa. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, giả sử hết thảy tất cả chúng sinh dùng đủ thứ lời lẽ khác nhau, đồng thời cùng nhau đến hỏi tôi sẽ vì họ diễn nói diệu pháp không gián đoạn, không cùng tận, khiến cho họ đều đắc được tọa nguyện, mà sinh tâm hoàn hỷ, trụ ở trong thiện pháp, thiện đạo, lại khiến cho họ khéo thấu hiểu tất cả lời lẽ và từ nghĩa. Có thể vì tất cả chúng sinh nói đủ thứ pháp, dùng một thứ lời lẽ để nói pháp, mà khiến cho chúng sinh đều hiểu rõ chẳng có phân biệt. Do đó, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Giả sử có bất khả thuyết lời lẽ, đồng thời hướng về tôi vấn nạn, thì ở trong một niệm tôi đều minh bạch hết những vấn đề họ hỏi. Tôi dùng một thứ tiếng đều trả lời hết mọi vấn đề họ hỏi, khắp khiến cho những chúng sinh vấn nạn đều hết hoài nghi mà được khai ngộ. Người có vấn đề lớn thì khai ngộ lớn, vấn đề nhỏ thì khai ngộ nhỏ. Do đó, nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ, không nghi không ngộ, trả lời hết những vấn đề của chúng sinh, chẳng còn dư thừa vấn đề nào mà không trả lời. Vì đắc được bậc nhất thiết trí quán đảnh, vì đắc được tạng vô ngại, vì đắc được tất cả pháp viên mãn quang minh,
vì đầy đủ trí huệ nhất thiết trí. Vị Bồ Tát đắc được mười phương chư Phật đến vì ngài quán đảnh, lại đắc được tạng trí huệ viên dùng vô ngại, lại đắc được tất cả pháp viên mãn quang minh, lại đắc được đầy đủ viên mãn trí huệ nhất thiết trí. Vì vậy cho nên Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ. Phật tử, đại Bồ Tát này an trụ hạnh thiện pháp rồi, tự được thanh tịnh, cũng hay dùng phương tiện không chấp trước để khắp lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng thấy có chúng sinh được thoát khỏi ba cõi. Như trong 3.000 đại thiên thế giới này, như vậy cho đến bất khải thuyết 3.000 đại thiên thế giới, biến hóa ra thân sắc vàng đầy đủ tiếng vì diệu, đầy tất cả pháp chẳng có chướng ngại mà làm Phật sự. Cả vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát này, ngài an trụ nơi hạnh thiện pháp rồi, ngài tự được thanh tịnh, cũng hay dùng phương tiện không chấp trước mà khắp lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng thấy có chúng sinh được độ thoát khỏi ba cõi. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng chấp tướng. Do đó, suốt ngày độ sinh mà chẳng chỗ độ, suốt ngày nói pháp mà chẳng chỗ nói. Dùng vô sở độ, vô sở thuyết, không tướng, không chấp như vậy để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát ở trong 3.000 đại thiên thế giới, biến hóa thân sắc vàng rộng làm Phật sự, để tùy thuận căn tánh của tất cả chúng sinh, vì họ diễn nói diệu pháp. Giống như vậy, cho đến bất khải thuyết 3.000 đại thiên thế giới, Bồ Tát biến hóa ra thân sắc vàng, dùng pháp âm vi diệu đầy đủ để diễn nói tất cả diệu pháp không thể nghĩ bàn, mà chẳng chướng ngại để làm Phật sự, mà Phật hay làm. Phật tử, đại Bồ Tát này, thành tựu 10 thứ thân, đó là thân vào vô biên pháp giới, chẳng vào trong các cõi, vì diệt tất cả thế gian, thân vào vô biên pháp giới, vào trong các cõi, vì sinh tất cả thế gian, thân chẳng sinh, vì trụ pháp bình đẳng không sinh, thân chẳng diệt, vì tất cả đều diệt lời nói bất khả đắc, thân chẳng thật, vì được như thật, thân chẳng vọng, vì tùy cơ ứng hiện, thân chẳng rời, vì lìa chết đây sinh kia. Thân chẳng hoại, vì tánh pháp giới chẳng hoại, thân một tướng, vì đường lời lẽ ba đời đều bạt, thân vô tướng, vì hay khéo quan sát pháp tướng. Các vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát này thành tựu, ngài thành tựu được 10 thứ thân này. Một, oai thế thân, thân vào được vô biên pháp giới mà chẳng vào trong các cõi, vì hay diệt tất cả thế gian. Hai, ý sinh thân, thân vào được trong vô biên pháp giới trong tất cả cõi, vì hay sinh tất cả thế gian, tức cũng là ở trong thế gian giáo hóa chúng sinh. Ba, bất sinh thân, tức là bồ đề thân, vì trụ pháp bình đẳng không sinh, tức cũng là vô sinh pháp nhẫn. Bốn, bất diệt thân, tức là phước đức thân, vì tất cả đều diệt, lời nói cũng không thể đắc được. Năm, bất thật thân, tức là trí thân, vì đắc được lý thể chân như thật tướng. 6. Bất vọng thân, tức là hóa thân chẳng hiện vọng, vì tùy cơ ứng hóa hiện tất cả mọi nơi. 7. Bất thiên thân, tức là lực trì thân, cho nên thứ thân này chẳng còn sinh tử, chẳng phải nói tại đây chết rồi lại đi đến chỗ khác sinh. 8. Bất hoại thân, tức là pháp thân vĩnh cửu chẳng hoại như kim cang, đồng thể với pháp giới. 9. Nhất tướng thân, tức là tướng hào trang nghiêm thân, tạng tướng 10 hoa sen, đồng với một tướng, vì đường lời lẽ ba đời đều bạt. 10. Vô tướng thân, tức là nguyện thân, vì hay khéo quan sát tất cả pháp tướng. Bồ Tát thành tựu 10 thứ thân như vậy là nhà của tất cả chúng sinh, vì nuôi lớn tất cả căn lành, là cứu tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ được an ổn, là chỗ trở về của tất cả chúng sinh, vì làm chỗ nương tựa cho họ, là đạo sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ được vô thượng thoát khỏi ba cõi, là thầy của tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ vào trong pháp chân thật, là đèn sáng của tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ thấy rõ nghiệp báo, là quang minh của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chiếu rõ diệu pháp thâm sâu, là đuốc soi của tất cả ba đời, vì khiến cho họ tỏ ngộ thật pháp, là chiếu sáng tất cả thế gian, khiến cho họ vào trong quang minh địa, là ánh sáng của tất cả các cõi, vì thị hiện tự tại của Như Lai. Bồ Tát thành tựu 10 thứ thân này rồi, hay làm nhà của tất cả chúng sinh, vì trợ giúp chúng sinh nuôi lớn tất cả các lành, lại làm cứu tinh của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều đắc được đại an ổn, lại làm chỗ trở về của tất cả chúng sinh, vì làm chỗ nương tựa của chúng sinh, lại làm đạo sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh đắc được diệu pháp vô thượng thoát khỏi ba cõi, lại làm thầy của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh vào trong tạng pháp chân thật, lại làm đèn sáng của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh thấy nghiệp báo của mình đã tạo. Do đó, muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ,
muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Do đó có thể biết, trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác, nghiệp báo là do mình tạo thành. Trong bài khuyên đời, nhân quả ba đời có nói: đời này giàu sang là nhân gì, để trước đem tiền làm Phật vàng. Đời này nghèo hèn là nhân gì, để trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo. Đây tức là luật nhân quả. Do đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ai ai cũng đều biết đạo lý này nhưng chẳng thực hành. Tại sao? Vì tham sân si đắc quái trở thành đá cột chân, lại làm quang minh của tất cả chúng sinh. Vì phá tàn tất cả sự đen tối, khiến cho chúng sinh chiếu thấy diệu pháp thâm sâu, lại làm đuốc soi tất cả ba đời. Vì khiến cho chúng sinh hiểu ngộ diệu pháp thật tướng, lại làm chiếu sáng tất cả thế gian. Vì khiến cho chúng sinh đều vào trong quang minh điện, lại làm trăng sáng trong tất cả các cõi, vì thị hiện thần lực tự tại của Phật. Phật tử, đó gọi là hạnh pháp thiện thứ 9 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát an trụ ở hạnh này, vì tất cả chúng sinh làm ao pháp mát mẻ, tận cùng được nguồn gốc của tất cả Phật pháp. Các vị đệ tử của Phật, đây gọi là pháp môn hạnh thiện, pháp thứ 9 của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát an trụ ở trong hạnh này, hay làm ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng còn nhiệt phiền não, hay cùng tận nơi nguồn gốc rốt ráo của tất cả Phật pháp. Phật tử, những gì là hạnh chân thật của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: gì là hạnh chân thật của Đại Bồ Tát tu hành? Tức là trí độ. Trí có vô tướng trí, nhất thiết chủng trí, biến hóa trí, đều thành thục hữu tình. Làm được thì nói được thì làm được, tức là chân thật. Bồ Tát này thành tựu lời chân thật bậc nhất, như nói ra là làm được thì nói được. Vị Bồ Tát này thành tựu lời lẽ chân thật bậc nhất, tức cũng là nói lời chân thật, chẳng nói dối, chiếu theo lời nói đi làm, tức cũng là nói được là làm được, tuyệt đối chẳng phải nói được mà làm không được. Bồ Tát thì làm được mới nói được, do đó lời nói đi đôi với việc làm đi đôi với lời nói việc làm phải tương ưng. Tóm lại, Ngài nói được là Ngài làm được, điều mà Ngài làm là điều mà Ngài nói. Ông Vương Dương Minh chủ trương học thuyết tri hành hợp nhất, tức là đạo lý biết được thì làm được thì biết được. Bồ Tát này học theo lời chân thật của chư Phật ba đời, và chủng tánh của chư Phật ba đời, đồng với căn lành của chư Phật ba đời, đã được không hai lời của chư Phật ba đời, theo Như Lai học thành tựu trí huệ. Bồ Tát tu hành chân thật, Ngài học tập lời nói chân thật của chư Phật ba đời, Ngài vào được trong chủng tánh của chư Phật ba đời, Ngài đồng căn lành với chư Phật ba đời, Ngài đắc được không hai lời của chư Phật ba đời. Thường theo Phật học thì có trí huệ thành tựu lời chân thật, tức cũng là nói được là làm được thì nói được. Bồ Tát này thành tựu trí huệ biết chúng sinh thị xứ phi xứ, trí huệ quá khứ vị lai hiện tại nghiệp báo, trí huệ các căn lợi độn, trí huệ đủ thứ giới, trí huệ đủ thứ kiến giải, trí huệ tất cả trí xứ đạo, trí huệ các thiền giải thoát tàm muội cấu tịnh khỏi thời phi thời, trí huệ tất cả thế giới túc trụ tùy niệm, trí huệ thiền nhãn, trí huệ lậu tận mà chẳng xả bỏ tất cả hạnh Bồ Tát. Tại sao? Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thanh tịnh. Vị Bồ Tát này vì thường theo Phật học cho nên đắc được 10 thứ trí huệ. 1. Trí huệ biết được thị xứ, chỗ trồng nhân lành, phi xứ, chỗ trồng nhân ác của tất cả chúng sinh. Lại có thể nói thành tựu Phật quả là thị xứ, đoạn lạc địa ngục là phi xứ. Bồ Tát biết rõ tất cả chúng sinh làm những gì, đắc được quả báo như thế nào. 2. Trí huệ biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh trong ba đời, tức cũng là đời quá khứ tạo nhân gì, đời hiện tại phải thọ quả báo gì, đời vị lai lại được quả báo gì. 3. Trí huệ biết căn tánh của tất cả chúng sinh, tại sao họ rất thông minh, tại sao họ rất ngu si. Người thông minh vì xin tu bát nhã và sâu tạng kinh, người ngu si vì có vô minh phiền não đố kỵ chướng ngại ích kỷ lợi mình, chẳng chịu học tập Phật pháp. Bồ Tát có trí huệ này phân biệt được. 4. Trí huệ biết chúng sinh trong đủ thứ cõi đều có cảnh giới khác nhau. 5. Trí huệ biết chúng sinh có đủ thứ tri giả. 6. Trí huệ biết chúng sinh tu pháp gì thì chứng được quả đó. 7. Trí huệ biết ở trong thiền định có vọng tưởng tức là cấu bẩn, không có vọng tưởng tức là tịnh. Khi vọng tưởng khởi, khi một niệm không sinh, Bồ Tát đều biết rõ. 8. Trí huệ biết túc trụ tùy niệm của tất cả thế giới,
9 trí huệ thiên nhãn vô ngại, 10 trí huệ dứt sạch tập khí. Bồ Tát biết đủ thứ tất cả nhân duyên và quả báo, Ngài vẫn chiếu theo nguyện của mình đã phát để hành Bồ Tát đạo. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng phải vì mình đắc được thanh tịnh, mà là vì muốn giáo hóa hết thảy tất cả chúng sinh đều đắc được rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát này lại sinh tâm tăng thượng như vậy, nếu tôi chẳng khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi đạo vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trái với nguyện xưa của tôi không thể được. Vị Bồ Tát này, Ngài lại sinh tâm tăng thượng như vậy, giả sử tôi chẳng khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ nơi đạo quả vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trái với lời nguyện thuở xưa của tôi, đây là việc không thể được. Vì vậy cho nên trước hết tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đạt được vô thượng Bồ Đề, vô dư Niết Bàn, sau đó tôi mới thành Phật. Vì nguyên nhân đó cho nên trước hết tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, đều vào vô dư Niết Bàn, sau đó tôi mới thành Phật. Nếu có một chúng sinh chưa vào vô dư Niết Bàn thì tôi cũng chẳng thành Phật. Các vị xem tư tưởng của Bồ Tát thật là vĩ đại, tất cả đều vì chúng sinh mà chẳng vì mình, là mô phạm cho chúng ta. Các bạn nên học tập theo tinh thần từ bi của Bồ Tát. Tại sao? Vì chẳng phải chúng sinh thỉnh mời tôi phát tâm, mà tôi tự vì chúng sinh làm bạn chẳng mời thỉnh. Trước hết, muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành thành nhất thiết trí. Vì vậy, cho nên tôi là tối thắng, vì chẳng chấp trước tất cả thế gian. Tôi là tối thượng, vì trụ bậc vô thượng điều ngự. Tôi lìa sự che lấp, vì hiểu chúng sinh không bờ mé. Tôi đã làm xong vì nguyện xưa thành tựu. Tôi khéo biến hóa vì Bồ Tát công đức trang nghiêm. Tôi khéo nương chỗ, khéo nương tựa, vì được chư Phật ba đời nhiếp thọ. Tại sao? Vì khi hành Bồ Tát đạo, thì chẳng có chúng sinh nào thỉnh mời tôi phát tâm Bồ Đề, mà là tôi cam tâm tình nguyện phát tâm độ chúng sinh hành Bồ Tát đạo. Tôi tự nguyện làm bạn của chúng sinh không thỉnh mời. Tôi muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ tất cả các lành thành tựu nhất thiết trí. Vì nguyên nhân này, cho nên tôi là tối thủ thắng, vì tôi chẳng chấp trước tất cả danh lợi của thế gian. Tôi là tối thượng hành Bồ Tát đạo, vì tôi thường trụ bậc vô thượng điều ngự chúng sinh. Tôi lìa khỏi phiền não trẻ lấp, vì tôi minh bạch chúng sinh chẳng có bờ mé. Tôi đã làm xong việc phải làm, vì nguyện xưa của tôi đã phát là thành tựu hạnh Bồ Tát. Tôi khéo giáo hóa vì công đức của Bồ Tát trang nghiêm. Tôi là nơi khéo nương tựa, giống như làm cha mẹ của chúng sinh, vì tôi được chư Phật ba đời thường nhiếp thọ. Đại Bồ Tát này vì chẳng bỏ nguyện xưa nên được vào trí huệ trang nghiêm vô thượng, lợi ích chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ. Theo thệ nguyện xưa, thầy đều được rốt ráo ở trong tất cả pháp trí huệ tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thanh tịnh. Vị Đại Bồ Tát này vì Ngài chẳng xả bỏ nguyện thuở xưa của mình đã phát, mà được vào trí huệ trang nghiêm vô thượng mới có thể lợi ích chúng sinh, mới có thể khiến cho chúng sinh đại tâm mãn nguyện. Bồ Tát theo thệ nguyện xưa khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được rốt ráo Niết Bàn. Ở trong tất cả pháp, trí huệ chiếu rõ các pháp hiện vận tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh thầy đều đắc được thanh tịnh. Niệm niệm du khắp mười phương thế giới, niệm niệm đến khắp bất khả thuyết cõi nước chư Phật. Niệm niệm đều thấy bất khả thuyết chư Phật và cõi nước chư Phật trang nghiêm thanh tịnh, thị hiện thần lực tự tại của Như Lai khắp pháp giới hư không giới. Bồ Tát ở trong mỗi niệm dù khắp mười phương thế giới để giáo hóa hết tất cả chúng sinh, lại ở trong mỗi niệm thấy khắp bất khả thuyết chư Phật và cõi nước chư Phật trang nghiêm thanh tịnh. Vị Bồ Tát này thị hiện được thần lực tự tại của Phật đầy rẫy khắp pháp giới hư không giới. Bồ Tát này hiện ra vô lượng thân vào khắp thế gian mà chẳng chỗ nương. Ở trong thân đó hiện ra tất cả cõi nước, tất cả chúng sinh, tất cả các pháp, tất cả chư Phật. Vị Bồ Tát này, Ngài hiện ra vô lượng vô biên thân và khắp trong tất cả thế gian mà chẳng chỗ nương. Thân của Ngài vô tại, vô bất tại, vô nhập, vô bất nhập. Nơi đầu mỗi chân lông trên thân của Bồ Tát hiện ra được mười phương chư Phật cõi nước, lại hiện ra tất cả chúng sinh, lại dễ nói tất cả các pháp, lại có tất cả chư Phật đang giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát này biết đủ thứ suy nghĩ, đủ thứ dục vọng, đủ thứ kiến giải, đủ thứ nghiệp báo, đủ thứ căn lành của chúng sinh, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hiện thân để điều phục họ. Vị Bồ Tát này, Ngài biết được hết thảy chúng sinh đang nghĩ gì, hoan hỷ mong muốn những gì, lại biết đủ thứ kiến giải của chúng sinh như thế nào, lại biết nghiệp báo của chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo như thế nào,
lại biết căn lành của chúng sinh tăng trưởng ra sao, thành thục ra sao, giải thoát ra sao, tùy theo nhân duyên của chúng sinh và hiện thân để điều phục họ, khiến cho họ được khổ được vui. Quán ra tất cả Bồ Tát như huyễn, tất cả các pháp như hóa, Phật xuất hiện ra đời như hình bóng, tất cả thế gian như mộng, đắc được nghĩa thần văn, thần vô tận tạng. Chánh niệm tự tại quyết định biết rõ tất cả các pháp, trí huệ thối thắng và tất cả tác muội chân thật tướng, trụ bậc một tánh không hai. Quán sát tất cả Bồ Tát như huyễn hóa, tất cả các pháp như biến hóa, Phật hiện ra thế gian như hình bóng, tất cả thế gian như nằm mộng, đắc được thân của tất cả nghĩa lý, đắc được thân của tất cả kinh văn, pháp tạng vô tận. Bồ Tát chánh niệm tự tại quyết định biết rõ tất cả các pháp thật tướng, trí huệ tối thủ thắng, vào được tất cả tác muội trần như thật tướng, trụ nơi bậc một tánh không hai. Vì các chúng sinh đều chấp trước nơi hai, nên Đại Bồ Tát an trụ nơi Đại Bi, tu hành pháp tịch diệt như vậy. Vì tất cả chúng sinh đều chấp trước nơi chân tổ hai đế, Bồ Tát biết chúng sinh chấp trước đủ thứ pháp, cho nên Đại Bồ Tát an trụ nơi tâm Đại Bi, tu hành pháp tịch diệt này, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, đắc được thập lực của Phật, vào lưới pháp giới Nhân Đà La, thành tựu giải thoát vô ngại của Như Lai, hùng mãnh trong loài người, đại sư Tử Hống, đắc được không sợ hãi, chuyển được bánh xe pháp, thành tịnh vô ngại, đắc được trí huệ giải thoát, biết rõ tất cả cảnh giới thế gian, đoạn tuyệt dòng sinh tử luân hồi, vào biển lớn trí huệ, vì tất cả chúng sinh mà hộ trì chánh pháp của chư Phật ba đời, đến được tột đáy nguồn biệt thật tướng của tất cả Phật pháp. Bồ Tát đắc được 10 lực trí huệ của Phật, vào được lưới pháp giới Nhân Đà La, thành tựu giải thoát không chướng ngại của Phật, là tối hùng mãnh trong thế gian, như đại sư Tử Hống, đắc được nói pháp không sợ hãi, truyền được bánh xe diệu pháp vô ngại thanh tịnh, viên dùng vô ngại, đắc được trí huệ giải thoát, thấu rõ biết được đủ thứ cảnh giới của tất cả thế gian, dứt hẳn dòng sinh tử luân hồi, vào được trong biển lớn trí huệ, vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà hộ trì chánh pháp nhãn tạng của chư Phật ba đời diễn nói, đến được nơi rốt ráo biển thật tướng của tất cả các pháp, tức cũng là đáy nguồn của thật tướng. Bồ Tát trụ hạnh chân thật này rồi, tất cả thế gian, trời người, ma phạm, sa môn, bà la môn, càn thát bà, atula, vân vân, ai gần gũi Bồ Tát này thì đều khiến cho họ khai ngộ, hoan hỷ, thành tịnh. Bồ Tát tu hạnh chân thật, ngài trụ nơi hạnh chân thật này rồi, hết thảy tất cả thế gian, người trên trời, người nhân gian, ma vương, đại phạm vương, sa môn, bà la môn, Càn Thát Bà, Atula, vân vân, những chúng sinh này nếu gần gũi vị Bồ Tát này thì sẽ khiến cho họ được khai ngộ, đắc được đại trí huệ. Chỉ là trong lúc thời gian đó có khác nhau về sớm muộn. Người căn lành chín mùi thì trong thời gian ngắn có thể sẽ khai ngộ, người căn lành chưa chín mùi thì thời gian dài mới có thể khai ngộ. Tóm lại đều khiến cho họ khai ngộ, lại hoan hỷ, lại thanh tịnh. Có người nói tôi đến chùa Kim Sơn tu hành đã có thời gian 7-8 năm nhưng vẫn chưa khai ngộ. Bạn phải biết thời gian 50 năm ở nhân gian bất quá là một ngày đêm trên cõi trời Tứ Thiên Vương mà thôi. Bạn mới tu hành 4 tiếng đồng hồ, phải tiếp tục dũng mãnh tỉnh tấn, một lòng tham thiền, một lòng lại Phật thì mới có tin tức. Người tu hành phải có công phu nhẫn thọ, bất cứ gặp hoàn cảnh nào đều phải nhẫn thọ, nhẫn thọ, tâm không lay động, như thế mới được hoan hỷ, mới được thanh tịnh. Nếu chẳng có tạp niệm thì sẽ được tự tại. Đó gọi là hạnh chân thật thứ 10 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói đây gọi là pháp môn hạnh chân thật thứ 10 của Đại Bồ Tát tu hành. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 6 thứ chấn động. Đó là động biến động đẳng biến động, khởi biến khởi đẳng biến khởi, dũng biến dũng đẳng biến dũng, chấn biến chấn đẳng biến chấn, hống biến hống đẳng biến hống, kích biến kích đẳng biến kích. Khi nói xong thập hạnh thì do đại oai thần lực của 10 phương chư Phật trong 10 phương thế giới, mỗi phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đồng thời phát sinh 6 thứ chất động, tức là động dũng khởi thuộc về hình tướng, chấn hống kích thuộc về âm thanh. Trong mỗi thứ lại có 3 hiện tượng biến thành 18 thứ chất động. Động thì động tại một phương, biến động động khắp một thế giới, đẳng biến động, mười phương thế giới đồng thời biến động, cho đến kích cũng đều như vậy. Bấy giờ trời mưa xuống hoa trời đẹp, hương trời, hương bột trời, man trời, y trời, châu báu trời, đồ trang nghiêm trời, tấu âm nhạc trời,
phóng ánh sáng trời, diễn sướng âm thanh chư thiên vi diệu. Lúc đó trên trời mưa xuống hoa trời đẹp, hương trời, hương bột trời, man trời, y trời, báu trời, đồ trang nghiêm trời, vân vân, để trang nghiêm thanh tịnh. Đồng thời lại diễn tấu âm nhạc trời, lại phóng ánh sáng trời, lại diễn sướng âm thanh vi diệu của chư thiên không thể nghĩ bàn. Như tại thế giới này, cung trời dạ ma nói pháp thập hạnh, thị hiện thần biến, mười phương thế giới cũng đều như thế. Khi tại thế giới ta bà, cung trời dạ ma nói pháp thập hạnh, thị hiện đủ thứ thần biến ở trên. Đồng thời tại cung trời dạ ma trong mười phương thế giới cũng đều hiện ra cảnh giới này. Đây là biểu thị pháp thập hạnh, là pháp lớn cơ bản của Bồ Tát, khiến cho người tu hạnh Bồ Tát dẫn khỏi chú ý, truyền tập nhất ý để tu pháp này. Lại nhờ thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương qua ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đều tụ lại đi đến cõi này, đầy khắp trong mười phương nói với Bồ Tát Công Đức Lâm rằng, Phật tử, lành thay, hay khéo diễn nói pháp của các Bồ Tát, chúng tôi tất cả đều đồng danh hiệu Công Đức Lâm, ở các thế giới đều tên là Công Đức Tràng, các Như Lai ở cõi đó đều đồng danh hiệu là Phổ Công Đức. Chúng tôi ở chỗ chư Phật cũng nói pháp này, chúng hội quyến thuộc lời lẽ nghĩa lý cũng đều như vậy, chẳng có tăng giảm. Lại do đại oai thần lực của mười phương chư Phật, mỗi phương trong mười phương qua ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, lại có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, các ngài cùng nhau đến thế giới ta bà đầy rẫy trong mười phương. Các ngài đồng thời nói với Bồ Tát Công Đức Lâm rằng, lành thay đệ tử của Phật, ngài hay khéo diễn nói phương pháp tu hành của các Bồ Tát, hoàn toàn đều nói ra hết, chẳng giữ lại một pháp nào. Thầy đều nói ra cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành. Công đức của ngài thật vô lượng vô biên. Danh hiệu của chúng tôi đều giống nhau, đều gọi là Bồ Tát Công Đức Lâm. Thế giới của chúng tôi ở đều đồng tên gọi là thế giới Công Đức Tràng. Trong tất cả thế giới Công Đức Tràng đều có một vị Phật, danh hiệu đều gọi là Phật Phổ Công Đức. Phật đạo tràng của chúng tôi cũng nói pháp môn thập hạnh, đại chúng và quyến thuộc trong hải hội, lời lẽ nghĩa lý, nói pháp thập hạnh, đều giống như ngài nói, đều nói phẩm thập hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Lời lẽ và nghĩa lý chẳng có tăng thêm, cũng chẳng có giảm bớt. Phật tử chúng tôi đều nương thần lực của Phật đến vào hội này, vì ngài làm chứng mười phương thế giới cũng đều như thế. Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, khác miệng cùng lời nói, đệ tử của Phật, chúng tôi đều nương đại oai thần lực của chư Phật, đều đến thế giới ta bà cùng trời dạ ma pháp hội điện bảo trang nghiêm mà làm chứng cho ngài, chứng minh mười phương hết thảy thế giới cũng đều giống như tại pháp hội điện bảo trang nghiêm diễn nói pháp môn thập hạnh. Bấy giờ Bồ Tát Công Đức Lâm nương thần lực của Phật quán sát khắp mười phương tất cả chúng hội tận cùng pháp giới, vì muốn khiến cho giống tánh Phật không dứt, vì muốn khiến cho giống tánh Bồ Tát thanh tịnh, vì muốn khiến cho giống tánh nguyện không thối chuyển,